Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cách đấu tủ điện kết hợp với công tắc thẻ từ để đóng ngắt hệ thống điện. Công tắc thẻ từ được sử dụng phổ biến cho các phòng ở khách sạn, nhà nghỉ để tiết kiệm điện khi khách không ở trong phòng. Tôi sẽ đấu tủ điện và công tắc thẻ từ cho một phòng có tổng phụ tải sử dụng điện khoảng 7.000W. Tôi sẽ sử dụng một áp tô mát tổng RCPO có dòng định mức là C40, là 40A. Áp tô mát này có chức năng chống ròng rò, chống giật, bảo vệ quá tải và ngắn mạch. 3 CB tép một cực để đấu và cấp điện cho điều hòa, bình nóng lạnh, ổ cắm và đèn. Trên CB tôi đã ghi tên các tải. 3 bóng đèn này tượng trưng cho các tải là điều hòa, nóng lạnh, ổ cắm và đèn. Một công tắc thẻ từ sử dụng điện áp 180-240V, công suất chịu tải là 40A, tương đương với 8.800W. Tôi đã luồn dây điện màu đỏ và dây màu xanh vào tủ điện. Khi đấu thì dây màu đỏ sẽ là dây nóng, còn dây màu xanh là dây nguội. Đây là hai dây nguồn sẽ cấp điện vào cho áp tô mát tổng. Dây màu xanh và hai dây màu đỏ này tôi đã đánh dấu được kéo thông sang đế âm để đấu công tắc thẻ từ. 3 dây màu đỏ này tôi cũng đã đánh dấu là dây chờ để đấu vào CB tép để cấp dây nóng cho các tải, điều hòa, nóng lạnh, ổ cắm và đèn. 4 dây màu xanh này là dây chờ để cấp dây nguội cho điều hòa, nóng lạnh, ổ cắm, đèn và công tắc thẻ từ. Các đầu dây điện đã được tuốt. Khi đấu thực tế thì chúng ta nên bấm đầu cốt cho dây điện. CB sẽ cài vào thanh cài này. Đây là cầu nối dây trung tính, hay còn gọi là dây nguội. Dây nguội của áp tô mát tổng cấp ra sẽ đấu vào cầu nối này để cấp dây nguội ra cho phụ tải. Bên dưới là cầu nối dây tiếp địa. Nếu hệ thống điện được bố trí dây tiếp địa, thì các dây tiếp địa sẽ được nối tập trung tại vị trí cầu nối dây tiếp địa của tủ điện. Tôi lắp CB lên thanh cài. CB tổng là C40, CB điều hòa và nóng lạnh là C32, CB ổ cắm là C16, CB đèn là C10. Tôi sẽ đấu dây nguồn vào chỗ áp tô mát. Dây màu đỏ là dây nóng. Tôi sẽ đấu vào chân có ký hiệu số 1 của áp tô mát tổng. Dây màu xanh là dây nguội. Tôi sẽ đấu vào chân có ký hiệu N của áp tô mát tổng. Dây màu đỏ tôi đã đánh dấu đây là dây chờ để cấp nguồn vào cho công tắc thẻ từ. Tôi sẽ đấu vào chân có ký hiệu số 2 của áp tô mát tổng để cấp dây nóng vào cho công tắc thẻ từ. Chân có ký hiệu N phía dưới của áp tô mát tổng là dây nguội cấp ra. Tôi sẽ đấu một đoạn dây màu xanh để cấp dây nguội lên cầu đấu dây trung tính. Dây nguội từ áp tô mát tổng cấp ra, tôi sẽ đấu vào cầu đấu dây trung tính. Bốn dây màu xanh này là dây chờ để cấp dây nguội. Dây nguội của công tắc thẻ từ, dây nguội của điều hòa và nóng lạnh, dây nguội của ổ cắm, dây nguội của đèn. Tôi sẽ lần lượt đấu các dây màu xanh này vào cầu đấu dây trung tính để cấp dây nguội. Bây giờ tôi sẽ đấu công tắc thẻ từ. Z
Dây nguội và dây nóng sẽ cấp vào cho công tắc thẻ từ. Chân có ký hiệu N Into sẽ cấp dây nguội vào cho công tắc thẻ từ. Chân có ký hiệu L Into sẽ cấp dây nóng vào cho công tắc thẻ từ. Ký hiệu L Out sẽ đốt dây cấp ra cho phụ tải. Dây nóng từ Aptomat tổng cấp ra, tôi sẽ đấu vào chân có ký hiệu L Into của công tắc thẻ từ. Dây nguội từ cầu đấu dây trung tính cấp sang, tôi đấu vào chân có ký hiệu N Into của công tắc thẻ từ. Dây màu đỏ này, tôi sẽ đấu vào chân có ký hiệu L Out là dây nóng cấp ra của công tắc thẻ từ để cấp dây nóng ra cho phụ tải. Tôi đã đấu dây cho công tắc thẻ từ. Chân có ký hiệu N Into, tôi đã cấp dây nguội vào. Chân có ký hiệu L Into, tôi đã cấp dây nóng vào. Chân có ký hiệu L Out là dây nóng cấp ra của công tắc thẻ từ. Tôi đấu dây màu đỏ để cấp dây nóng ra cho 3 CB tép một cực. Dây nóng từ công tắc thẻ từ cấp ra, tôi sẽ đấu vào chân phía trên của CB điều hòa và nóng lạnh. Từ chân phía trên của CB điều hòa và nóng lạnh, tôi sẽ đấu một đoạn dây màu đỏ để cấp dây nóng sang chân phía trên của CB ổ cắm. Từ chân phía trên của CB ổ cắm, tôi đấu một đoạn dây màu đỏ để cấp dây nóng vào chân phía trên của CB đèn. Dây nguồn của điều hòa và nóng lạnh, tôi sẽ đấu vào chân phía dưới của CB C32 là CB của điều hòa và nóng lạnh để cấp dây nóng cho điều hòa và nóng lạnh. Dây nguồn của ổ cắm, tôi sẽ đấu vào chân phía dưới của CB C16 để cấp dây nóng cho ổ cắm. Dây nguồn của đèn, tôi đấu vào chân phía dưới của CB C10 để cấp dây nóng cho hệ thống đèn. Như vậy là tôi đã đấu dây xong. Nếu sử dụng loại công tắc thẻ từ có công suất nhỏ hơn công suất của phụ tải thì chúng ta sẽ sử dụng thêm khởi động từ. Công tắc thẻ từ sẽ điều khiển khởi động từ để khởi động từ đóng ngắt tiếp điểm, đóng ngắt điện cấp cho phụ tải. Hoặc để đảm bảo cho tiếp điểm đóng ngắt của công tắc thẻ từ có độ bền cao thì chúng ta sẽ đấu thêm khởi động từ. Tôi đã cấp điện vào cho Aptomat tổng. Tôi sẽ bật Aptomat lên. Công tắc thẻ từ đã có đèn báo. Tôi sẽ cắm thẻ vào. Khi cắm thẻ từ vào thì CB điều hòa và nóng lạnh được cấp điện. CB ổ cắm được cấp điện. CB đèn được cấp điện. CB điều hòa và nóng lạnh, CB ổ cắm, CB đèn. CB tổng. Khi tắt CB tổng thì công tắc thẻ từ sẽ không có điện. 3 CB tép một cực sẽ không có điện. Đây là nút test chức năng chống giật. Sau khi rút thẻ từ ra thì khoảng 30 giây, công tắc thẻ từ sẽ cắt điện, thời gian đủ để cho khách rời khỏi phòng, không bị thiếu ánh sáng. Khi không có thẻ, công tắc thẻ từ sẽ hiển thị đèn, sẽ giúp người vào phòng dễ dàng đặt thẻ đúng vị trí công tắc thẻ từ khi bên trong phòng chưa có điện. Như vậy là tôi vừa giới thiệu xong cách đấu tủ điện, gồm một Aptomat tổng, 3 CB tép một cực và một công tắc thẻ từ. Video đến đây xin được tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại.